Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một con gián bằng len như thế này. Đây là mặt dưới nè, nó sẽ có 6 chân ha. Và mặt trên, phần râu nè, phần cánh và phần thân ha. Mẫu này thì kích thước mình làm là dạng móc khóa tầm khoảng 8 cho đến 10 cm. Những bạn nào muốn tăng size thì các bạn cứ làm theo cho mình từ đầu ha. Đến phần nào cần tăng size thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong video luôn. Mình sử dụng len miêu cốt tông 125g để móc. Do màu len của mình nó không có màu cánh gián nên phần trên mình có bôi thêm một ít phấn cho nó giống màu hơn ha. Thì đối với mẫu này các bạn có thể sử dụng cho mình kim 2,5mm hoặc 2mm để móc cũng được. Ngoài ra thì còn có thêm một số phụ kiện như là gòn nhồi, kim khâu ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên sẽ là phần thân, tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Mũi móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7. Và mũi móc đơn thứ 8. Sau khi có được 8 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Đây là chân mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc vào đây một mũi dời để ta kết thúc vòng đầu tiên. Khi kết thúc mũi dời á, các bạn nhớ kéo cho mình sợi len dài ra một tí, sau đó mình gút lại cho cái mũi dời của mình nó nhỏ lại. Thì khi mình kết thúc vòng nó sẽ không có bị điểm G ở đây ha. Móc lên một mũi móc xích. Gút lại nè. Thì vòng đầu tiên mình hoàn tất có 8 mũi móc đơn, tạo ra 8 chân cho vòng thứ hai. 8 chân đó mình chia đôi ra 4 mũi và 4 mũi ha. Thì 4 chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình cụm móc là 3 mũi móc đơn mỗi chân. Các bạn móc cho mình 3 chân đầu tiên mỗi chân là 1 mũi nè. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai vào chân thứ hai. Và mũi thứ ba vào chân thứ ba. Sau khi có được 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp thì cái chân móc thứ tư các bạn sẽ móc cho mình vào đó 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Vào luôn chân cùng chân móc ha. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba thì ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn làm tiếp tục cho mình cho 4 chân còn lại. 3 chân đầu thì mỗi chân một mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai nè, và móc đơn thứ ba, còn lại chân cuối cùng thì móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì khi kết thúc cái vòng móc này mình sẽ tăng lên được 4 mũi ha. Ta sẽ có tổng cộng là 12 chân móc cho vòng móc thứ ba. Kết thúc vòng tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Khi kết thúc mũi dời thì nhớ gút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ ba thì mình sẽ làm theo công thức như sau. Móc cho mình 4 chân liên tiếp mỗi chân một mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè, lưu ý chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc cái vòng phía trên ha. Móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Móc đơn thứ ba vào chân thứ ba và mũi móc đơn thứ tư vào chân móc thứ tư. Sau khi có được 4 mũi móc đơn vào 4 chân rồi thì chân thứ năm móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai và mũi thứ ba. Tiếp tục mình sẽ móc 5 chân liên tiếp mỗi chân một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Móc đơn thứ tư. Và móc đơn thứ năm. Khi có được 5 mũi rồi thì chân kế tiếp móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 và 3, lúc này mình sẽ còn lại là một chân móc thì chân đó móc một mũi móc đơn. Kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Gút lại cho mũi dời nhỏ lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì cái phần đầu của mình nó sẽ dần dần rộng ra nè. Đến vòng móc thứ tư thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc đơn vào mỗi chân. 5 chân đầu tiên mỗi chân một mũi ha. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba vào chân thứ ba. Móc đơn thứ tư vào chân thứ tư và mũi móc đơn thứ năm vào chân thứ năm.
Khi có được 5 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 và 3. Kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 7 chân liên tiếp, mỗi chân một mũi móc đơn ha. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu và mũi thứ bảy. Được 7 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Vào cùng chân móc nha. 1 2 và 3. Lúc này mình sẽ còn lại 2 chân móc, thì 2 chân đó mỗi chân móc 1 mũi móc đơn. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ tư. Kết thúc vòng nè. Đâm kim vào mũi đơn đầu tiên, móc 1 mũi dời, guốc lại lên 1 mũi móc xích. Vòng móc thứ năm thì các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình để vòng đầu nó to ra hơn ha. Thì móc cho mình 6 chân liên tiếp, mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Móc 6 chân nè. Chân đầu tiên 1 mũi. Chân thứ hai 1 mũi móc đơn. Chân thứ ba 1 mũi móc đơn. Chân thứ tư 1 mũi móc đơn. Chân thứ năm. Chân thứ sáu cũng móc 1 mũi móc đơn nè. Khi có được 6 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 và 3. Tiếp tục móc cho mình vào 9 chân kế bên, mỗi chân móc 1 mũi móc đơn ha. Mình sẽ có 9 mũi móc đơn vào 9 chân. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám. Và mũi móc đơn thứ chín. Có được 9 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Vào cùng chân móc. 1 2 và 3. Lúc này mình sẽ còn lại 3 chân móc ha, thì 3 chân móc đó móc mỗi chân là 1 mũi móc đơn. 1 2 và 3. Ta hoàn tất được vòng móc này ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên nè. Móc 1 dời, guốc lại lên một mũi móc xích. Mình sẽ tăng được cái độ rộng cho vòng đầu ha. Những bạn nào mà muốn tăng size thì đây sẽ là điểm cần tăng size đầu tiên ha. Các bạn sẽ để ý cho mình nè, 3 mũi móc đơn cùng chân móc của các cái hàng móc nó sẽ nằm chồng lên nhau, thì 3 mũi móc đơn của hàng phía trên nằm ở chính giữa, móc vào chân chính giữa của 3 mũi phía dưới. 3 mũi này cũng móc vào chân chính giữa của 3 mũi phía dưới. Và tương tự 3 mũi này cũng móc vào chân nằm chính giữa của 3 mũi phía dưới ha. Thì tương tự cho cái đầu bên cạnh cũng vậy. 3 mũi của hàng phía trên móc vào chân chính giữa của 3 mũi ở hàng phía dưới. Tương tự nè, chân này cũng vậy ha. Thì những bạn nào mà muốn tăng size, các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Khi nào mà mình móc đến cái chân nằm chính giữa của 3 mũi đó thì các bạn cứ móc cho mình vào chân nằm chính giữa nha. 3 mũi cùng chân móc nè, thì mình sẽ tăng mũi ở cái chân nằm chính giữa của 3 mũi này. Đầu bên này và đầu bên kia cũng làm tương tự. Móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi các bạn đạt được độ rộng cho chú dáng của mình là được ha. Thì đối với mẫu này mình sẽ dừng lại ở 4 hàng tăng mũi, trừ cái vòng đầu tiên tạo ra 8 chân móc á, thì mình sẽ dừng lại ở 4 hàng móc ha. Từ hàng móc thứ 6 móc mỗi chân là 1 mũi móc đơn và mình không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân các bạn cứ móc 1 mũi móc đơn. Thì lúc này ở cái hàng bên trên của mình có tổng cộng là 24 chân móc. 24 chân đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 1 mũi móc đơn ha. Sau khi móc được các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc thì tiếp tục đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên ha. Kết thúc vòng. Các hàng kế tiếp thì các bạn cũng làm tương tự cho mình. Mình sẽ không tăng mũi cho các hàng kế tiếp. Để ý nè, trừ cái vòng đầu tiên mình móc 8 mũi móc đơn, tính những cái hàng mà mình có 3 mũi móc đơn cùng chân móc, thì ở đây mình có 4 hàng. Các bạn sẽ móc cho mình 4 hàng đều không tăng mũi bằng với số hàng móc của cái hàng tăng phía dưới. Đây là điểm cần tăng size thứ hai ha. Những bạn nào mà tăng size ở phía trên thì cứ dựa cho mình vào số hàng móc mà mình tăng ở phía trên, không có tính cái vòng đầu tiên ha. Chỉ tính những cái hàng móc mà mình có 3 mũi cùng chân thì mình sẽ móc bằng với số hàng móc của cái hàng mà mình tăng là được.
Sau khi hoàn tất được 4 hàng móc móc đều, số hàng móc này nó sẽ bằng với số hàng móc của cái hàng mà mình tăng phía dưới nè. Điểm cần tăng size thứ hai rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giã mũi để tạo cái phần thân đuôi phía dưới. Và để giúp cho phần thân đuôi của mình nó có cái độ giãn nhẹ chứ không có giãn quá gấp ha, nó sẽ có cái độ giãn vừa phải, thì sẽ móc cho mình như sau ha. Các bạn sẽ móc cho mình 7 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè, móc đơn thứ hai vào chân thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư vào chân thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy. Sau khi có được 7 mũi móc đơn vào mỗi chân rồi nè, hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm mũi ha. Mình sẽ chụm lại hai chân kế tiếp này lại thành một mũi. Thì cách giảm như sau. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ 8. Đâm kim vào sau đó kéo len một đoạn vừa phải thôi ha. Tiếp tục giữ nguyên vị trí này và đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo len sau đó kéo qua ba chân trên kim. Như vậy là hai chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên nè. Đối với những bạn nào mà tăng giảm size cho chú dáng của mình thì đây sẽ là điểm cần tăng giảm thứ ba ha. Các bạn sẽ để ý nè. Đây là phần thân của chú dáng của mình khi mình đặt vào nè. Thì hai cái mũi mà mình chụm lại thành một mũi nè, nó sẽ thẳng hàng với ba cái mũi mà mình móc vào cùng chân móc phía trên ha. Tức là cái chân móc thẳng với chân móc thứ nhất và thứ hai của ba mũi phía dưới đó, mình sẽ chụm lại thành một mũi. Đây, thẳng lại như thế này ha. Thì nó sẽ có cái độ bo dần ở phía bên thân hông nè. Ba mũi cùng chân thì thẳng lên. Mình sẽ có hai cái chân chụm lại phía trên ha. Tiếp tục 10 chân kế tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy, móc đơn thứ 8, móc đơn thứ 9 và mũi móc đơn thứ 10. Khi có được 10 mũi rồi nè, thì hai chân kế tiếp mình chụm mũi, cách chụm tương tự như mũi chụm đầu tiên. Thì lúc này cũng để ý cho mình hai cái chân mà mình chụm nó cũng thẳng hàng với ba cái mũi mà mình móc vào cùng chân móc ở phía trên ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân trên kim, ta sẽ có được mũi giảm nè. Cụm móc như thế này ha. Còn lại ba chân móc cuối cùng thì ba chân móc này cộng với lại 7 chân đầu tiên mà mình tạo, nó cũng bằng với lại 10 mũi mà mình tạo ở cụm phía sau nè. Mình còn ba chân ha, thì mỗi chân móc một mũi móc đơn nè. Ba chân này cộng với 7 chân mũi đơn đầu tiên mà mình tạo cũng có được 10 mũi ha. Kết thúc vòng, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Những bạn nào mà khi tăng size á, mà các bạn giảm size mình không có làm theo công thức á, thì các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Đến cái vị trí thân hông nè, là cái vị trí thẳng hàng với ba mũi móc đơn mà mình móc vào cùng chân móc á, thì các bạn sẽ chụm mũi cho mình ở cái vị trí này ha. Các chân kế tiếp cũng vậy nè, mỗi chân một mũi móc đơn, sau đó góc bên cạnh cũng vậy. Mình cũng giống thẳng hàng với ba mũi móc đơn mà mình móc vào cùng chân móc, sau đó mình sẽ chụm mũi ở vị trí này. Còn những bạn nào mà móc theo công thức thì cái cụm thứ hai đếm cho mình tổng số mũi móc của cái vòng mà mình móc đều là bao nhiêu mũi, sau đó chia đôi ra. Ví dụ như là của mình 24 mũi, chia đôi ra được 12 mũi, thì 12 mũi đó, chân thứ 11 và 12 mình sẽ chụm mũi, thì mình sẽ ra được cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là bao nhiêu ha. Khi tính được công thức của cái cụm ở chính giữa này rồi thì số mũi móc cuối cùng với số mũi móc đơn đầu tiên cộng lại ta cũng bằng cái số mũi móc đơn mà mình có ở cái cụm bên này. Thì như vậy là mình sẽ có được công thức của cái hàng giảm đầu tiên ha. Đối với phần giảm mũi của thân dáng á, thì mình có một hàng giảm, sau đó là một hàng móc đều, hàng giảm và hàng móc đều xen kẽ. Nên hàng này mình vừa giảm rồi thì hàng kế tiếp không giảm ha. Các bạn cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn. Lúc này mình sẽ có 22 chân móc, móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Ta có 22 mũi móc đơn vào 22 chân. Móc cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì kết thúc, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích. Hàng vừa rồi mình không giảm mũi nên hàng kế tiếp ta sẽ tiếp tục giảm mũi ha. Thì những bạn nào theo công thức thì các bạn sẽ làm cho mình như sau nè. Ta dựa vào cái mũi móc đơn lẻ ở cái hàng giảm ở phía trên á. Thì hàng giảm ở phía trên của mình là 7 mũi móc đơn lẻ, sau đó là mũi giảm. Thì bây giờ các bạn sẽ giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ đi. Của mình 7 mũi sau đó là mũi giảm, thì bây giờ các bạn sẽ giảm cho mình còn 6 mũi sau đó là mũi giảm ha.
tức là mình cứ giảm cái số mũi móc đơn lẻ đi một mũi là được. Thì hàng này của mình 7 mũi nè, bây giờ mình sẽ móc 6 mũi mỗi chân. Chân mũi đầu tiên nhớ nó sẽ là cái chân của cái mũi mà mình móc mũi giờ kết thúc vòng phía dưới ha. Mũi thứ ba nè, tiếp tục mũi thứ tư, mũi thứ năm và mũi thứ sáu. Sau khi có được 6 mũi mỗi chân rồi thì hai chân kế tiếp mình móc mũi giảm nè. Mũi giảm thì làm tương tự như phần trên ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc liên tiếp, sau đó kéo qua ba đường trên kim. Những bạn nào mà không làm theo công thức thì các bạn cứ móc mũi móc đơn cho đến cái vị trí mà thẳng với cái mũi mà mình giảm ở phía trên ha, thì mình sẽ giảm hai cái chân đó. Ta sẽ có được cụm như thế này. Tiếp tục cụm móc kế tiếp thì dựa cho mình vào cái số mũi móc đơn lẻ ở cái hàng giảm phía trên á. Thì ở phía trên mình có 10 mũi sau đó là mũi giảm. Bây giờ các bạn sẽ giảm cho mình còn 9 mũi sau đó là một mũi giảm ha. Mình sẽ có 9 mũi mỗi chân. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, 8 và 9. Khi có được 9 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp giảm mũi thì lần lượt đâm kim vào hai chân ha, sau đó kéo qua ba đường trên kim. Lúc này mình sẽ còn lại ba chân móc cuối cùng, thì ba chân đó mỗi chân móc một mũi móc đơn. Khi hoàn tất được ba mũi này thì ba mũi này cộng với lại 6 mũi ban đầu mà mình móc của cái cụm đầu tiên, ta cũng có tổng cộng là 9 mũi, bằng với cái kích thước 9 mũi móc đơn lẻ ở bên này ha. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Hàng này mình vừa giảm rồi thì hàng kế tiếp xen kẽ sẽ là một hàng móc đều. Mình có 20 chân móc thì 20 chân đó mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta sẽ có 20 mũi móc đơn vào 20 chân ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã hoàn tất được hàng móc đều cho đến cuối rồi thì hàng kế tiếp tiếp tục giảm mũi ha. Hàng giảm mũi thì tương tự như hàng giảm mũi bên trên, mình sẽ dựa vào số mũi móc đơn lẻ của hàng bên trên. Ở đây mình có 6 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm, thì bây giờ mình sẽ giảm còn 5 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm ha. Móc cho mình 5 mũi liên tiếp nè, mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó kế tiếp sẽ là mũi giảm. Còn những bạn nào mà không theo công thức thì cứ móc cho đến cái phần thân hông thì mình sẽ giảm mũi ở mỗi bên thân hông ha. Mình sẽ có 5 mũi móc đơn mỗi chân. Có được 5 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp mình sẽ chụm hai chân lại thành một mũi, ta có mũi giảm ở vị trí này ha. Tiếp tục cụm móc tiếp theo thì sẽ dựa vào cái cụm giảm mũi của hàng phía trên. Mình có 9 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi giảm, thì bây giờ tiếp tục giảm cho mình còn 8 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm ha. Móc cho đến cuối hàng, sau đó các bạn cứ tiếp tục xen kẽ cho mình một hàng móc đều, một hàng giảm, một hàng móc đều và một hàng giảm. Móc cho đến khi mình đạt được hàng cuối cùng có 12 mũi móc đơn liên tiếp ha. Đối với size này đến hàng thứ 21 mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn liên tiếp, thì nó có một cái độ rộng vừa phải, các bạn sẽ nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong ha. Và lưu ý khi nhồi gòn các bạn sẽ nhồi cho mình một lượng gòn vừa phải, chứ đừng có nhồi quá nhiều, vì cái phần lưng này nó sẽ dễ bị tròn ha. Mình nhồi vừa phải thôi, sau đó mình sẽ canh chỉnh lại thì phần thân dáng của mình nó sẽ có một cái độ thon nhất định ha. Bây giờ mình sẽ móc kính lại để mình bít luôn cái khoảng ở phía này ha. Lúc này mình có 12 chân của 12 mũi móc đơn thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi chụm liên tiếp. Thì các cái mũi chụm các bạn cũng làm tương tự như các cái mũi chụm bên trên ha. Mình sẽ có 6 mũi chụm liên tiếp ở 12 chân này. Mũi chụm đầu tiên nè. Tiếp tục mũi chụm thứ hai. Mũi chụm thứ ba. Khi đã hoàn tất được 6 mũi chụm vào 12 chân rồi, kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài ha. Sau đó sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Ở 6 chân của cái mũi chụm này nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình từ bên ngoài vào trong đường móc bên ngoài của 6 chân đó. Lần lượt 6 chân ha. Chân thứ nhất, chân thứ hai nè, vào đường móc bên ngoài nha. Chân thứ ba, chân thứ tư, chân thứ năm và chân thứ sáu. Sau đó một lần nữa đâm kim vào cái chân mà mình móc mũi giờ kết thúc, đâm kim vào đó, sau đó luồn ra phía ngoài này và guốc lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại.
mình đã làm được khít lại rồi thì các bạn giấu cho mình sợi len thừa vào bên trong. Khi giấu len thì các bạn nhớ giấu guốc nha, tức là mình dời về một mũi để mình giấu cho sợi len của mình nó không có bị tuột. Canh chỉnh lại cái phần gòn nè, thì như vậy ta sẽ hoàn tất được phần thân của dáng ha, với cái độ bẹp như thế này. Đầu to nè, sau đó thon từ xuống chân ha. Tiếp tục phần cánh thì các bạn tạo cho mình một nút kéo sợi len dài. Khi có được một nút rồi móc lên 3 mũi móc xích. Những bạn nào tăng size thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình tùy thuộc vào cái phần thân của dáng ha. Được 3 mũi rồi thì móc lên một mũi móc xích. Hàng đầu tiên thì mình có 3 chân móc của 3 mũi móc xích mà mình gây nên. 3 chân đó mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta có mũi móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai vào chân thứ hai và mũi móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Khi hoàn tất được 3 mũi móc đơn vào 3 chân rồi, móc lên một mũi móc xích, sau đó ta quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai mình sẽ tiến hành tăng mũi. Mình có 3 chân móc thì 3 chân này các bạn móc cho mình chân đầu tiên 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng mũi đầu vào mũi cuối ha, chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai là chân nằm chính giữa, móc một mũi móc đơn vào chân thứ hai. Chân thứ ba là chân cuối cùng, móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc, tức là mình móc mũi tăng ở cái chân cuối cùng này. Khi hoàn tất được hàng này thì ta sẽ có tổng cộng là 5 mũi móc đơn, tạo ra 5 chân cho hàng móc thứ ba. Thì hàng móc thứ ba móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ta có 5 chân thì móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha, mình sẽ có 5 mũi móc đơn vào 5 chân. Mũi móc đầu tiên nè, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba vào chân thứ ba, móc đơn thứ tư và móc đơn thứ năm. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục hàng thứ 4, 5 và 6 các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như hàng thứ 3, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta sẽ có 5 mũi móc đơn vào 5 chân ha. Mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 7. Sau khi đã hoàn tất cho mình được đến hàng thứ 6 rồi thì bây giờ hàng thứ 7 mình sẽ giảm mũi. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình có 5 chân của 5 mũi móc đơn đó, thì 5 chân này các bạn móc chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai và thứ ba sẽ chụm lại thành một mũi ha, cách chụm tương tự như mũi chụm mà mình mà chụm ở cái phần thân nè. Đâm kim vào chân thứ hai, kéo len, sau đó đâm kim vào chân thứ ba, kéo len và kéo qua 3 đường trên kim, ta có được mũi giảm ha. Còn lại 2 chân móc thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Thì như vậy kết thúc hàng móc này, mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 4 chân cho hàng kế tiếp. Móc lên một mũi móc xích. Hàng này mình có 4 chân móc thì các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ có 4 mũi móc đơn vào 4 chân. Kết thúc hàng này thì móc lên một mũi móc xích, sau đó tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc đều nữa. 4 mũi móc đơn vào 4 chân ha. Móc lên một mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Đến hàng thứ 10 thì tiếp tục giảm mũi. Giảm mũi thì ở đây mình có 4 chân nè. 4 chân này các bạn móc cho mình chân đầu tiên là mũi móc đơn. Chân thứ hai và chân thứ ba thì mình sẽ móc mũi giảm ha. Đâm kim vào chân thứ hai và thứ ba. Sau đó kéo qua 3 đường trên kim. Ta có mũi giảm nè. Còn lại một chân móc cuối cùng thì chân cuối cùng móc một mũi móc đơn. Như vậy là hoàn tất hàng móc này, mình sẽ có tổng cộng là 3 chân móc. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc. Tiếp tục móc thêm cho mình hai hàng móc móc đều, tức là mỗi chân móc một mũi móc đơn chứ không có mũi giảm ha. Thì cái phần cánh của mình sẽ có một hàng giảm, sau đó là hai hàng móc đều, một hàng giảm và hai hàng móc đều ha. Các bạn cứ giảm cho mình ở hai cái chân móc nằm chính giữa. Mình sẽ giảm hai chân móc bất kỳ nằm chính giữa của hàng móc ha. Các bạn sẽ giảm cho mình một hàng giảm, hai hàng móc đều cho đến khi mình đạt được cái hàng cuối cùng của mình là một mũi móc đơn ha. Tiếp tục này, hàng này của mình có 3 chân này thì tiếp tục móc mũi giảm. Các bạn có thể giảm cho mình ở hai chân cuối cùng hoặc là giảm hai chân đầu tiên ha. Được hàng mũi giảm rồi thì hai hàng kế tiếp sẽ móc đều. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc. Móc đều tức là hai chân đó mỗi chân một mũi móc đơn ha. Thì hàng thứ 14 nè. Có hai chân ha. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Hàng thứ 15 cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn.
Khi có hai hàng móc đều rồi thì móc lên một mũi móc xích, hàng thứ 16 lúc này mình còn lại hai chân thì hai chân đó mình sẽ chụm lại thành một mũi. Các bạn có thể chụm mũi hoặc mình có thể bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn. Thì đây mình cũng gọi là giảm mũi ha. Và hàng này của mình đang còn lại một mũi móc đơn, đó là cái chân cuối cùng rồi. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần cánh để hoàn tất cánh ha. Những bạn nào mà có tăng size cho phần cánh thì các bạn cứ móc cho mình đến cái hàng cuối cùng, miễn làm sao cho hàng cuối cùng nó còn lại một mũi móc đơn ha. Sau đó sẽ viền lại toàn bộ phần cánh. Móc lên một mũi móc xích thì chân đầu tiên mà ta bắt đầu viền sẽ là cái chân của mũi móc đơn cuối cùng ở cái hàng cuối cùng này. Và lúc này ở các cái phần thân này mình cũng có những cái chân móc liên tiếp. Các bạn cứ đâm kim cho mình vào mỗi chân như thế này, móc một mũi móc đơn cho đến cuối. Đến cuối tức là đến 3 mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên ha. Đây sẽ là chân đầu tiên mà mình bắt đầu viền nè, là chân của mũi móc đơn cuối cùng. Ở đây mình có 16 hàng móc thì 16 hàng đó mình sẽ có 16 mũi móc đơn để viền ha. Mũi thứ hai nè. Móc đơn thứ ba nè. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 8. Móc đơn thứ 9. Móc đơn thứ 10. Móc đơn thứ 11. Móc đơn thứ 12. Móc đơn thứ 13. Móc đơn thứ 14. Móc đơn thứ 15. Và mũi móc đơn thứ 16. Còn lại cái mũi cuối cùng là cái mũi của 3 mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên cho cái phần cánh này ha. Thì lúc này mình sẽ tạo cái phần gốc cho 3 cái mũi móc xích này. 3 cái chân của 3 mũi móc xích này, chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa để cắt len không phải giấu len nhiều ha. Chân nằm chính giữa của 3 mũi đó thì móc 1 mũi móc đơn. Và còn lại chân cuối cùng thì chân cuối cùng móc 2 mũi móc đơn để tạo gốc. Tương tự như cái chân đầu tiên ha. Kế tiếp sẽ là 16 chân móc của cái phần thân bên này thì các bạn cứ viền tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi viền được đến chân cuối cùng thì chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà ta bắt đầu viền luôn ha. Móc vào đó thêm một mũi móc đơn, sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn ta viền đầu tiên, móc vào một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích sau đó cắt len. Các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau của hàng móc thì mình sẽ hoàn tất được cái phần cánh như thế này. Các bạn sẽ móc cho mình hai cánh tương tự như vậy để mình khâu vào trong phần thân của dáng ha. Sau khi đã móc hoàn tất được hai cánh của dáng rồi thì bây giờ mình sẽ khâu vào trong thân của dáng nè. Mình sẽ khâu vào ở phía dưới đầu ha. Xỏ sợi len vào trong kim khâu, sau đó ở một cánh nè. Đây là mặt phải của phần cánh ha. Các bạn sẽ giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc mà mình viền nè. Thì khi giấu len các bạn sẽ giấu cho mình vào các cái mũi đơn ha. Mình sẽ giấu một đoạn trước. Sau đó kéo sợi len cho sát với cái đầu len. Dời kim cho mình xuống phía dưới của một đường móc. Đây, từ cái đường móc này thì dời xuống phía dưới này để mình cố định lại cái đường khâu ha. Sau đó đâm kim lên cái chân thứ nhất của hai mũi mà mình móc vào cùng chân móc á, là cái chân để mình tạo góc á. Thì đâm kim vào cái chân đầu tiên nha. Sau đó mình sẽ đâm kim xuống phía dưới của cái chân móc đầu tiên đó. Chân đầu tiên của hai mũi móc đơn ta móc vào cùng chân móc nha. Thì mình từ cái vị trí này mình sẽ khâu vào trong thân của dáng. Đưa cho mình cái phần cánh vào nè. Sau đó các bạn sẽ đo cho mình cái chiều dài của phần cánh sao cho nó sát với cái phần đuôi. Và mình sẽ khâu ở cái hàng từ phần đầu đi lên thì mình sẽ khâu ở cái hàng móc thứ tư với thứ năm. Đã hàng móc thứ tư và thứ năm nè. Phần cánh á, thì khi đâm kim các bạn sẽ đâm cho mình từ trên xuống dưới vào các cái chân móc như thế này. Đâm từ trên xuống dưới ha. Giống cho mình thẳng hàng với phần thân hông của dáng á. Phần cánh thì mình sẽ đâm kim từ trên xuống dưới. Còn đối với phần thân của dáng thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc tương đương ở cái phần thân bên hông. Sau đó vào cái chân móc nằm ngang ha. Luồn lên đây rồi thì chân móc mình vừa đâm kim lên, đâm xuống và đâm kim lên chân kế tiếp. Cứ lần lượt đâm kim như vậy cho mình cho cái phần thân ha. Thì các bạn sẽ khâu cho mình nè. Phần cánh thì đâm kim từ trên xuống dưới vào chân móc. Phần thân thì mình sẽ đâm kim vào hai đường móc nằm ngang ha. Khâu lại. Sau đó các bạn sẽ khâu cho mình cho hết 5 chân móc mà mình tạo gốc. Tức là hai chân của mũi đơn móc vào cùng chân móc.
rồi móc một mũi móc đơn, sau đó là hai chân cùng chân móc ha, thì mình sẽ khâu vào năm chân đó. Sau khi khâu được hết 5 chân của phần cánh đầu tiên rồi, tiếp tục đưa cánh thứ hai vào. Mình cũng đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của hai mũi ta viền đầu ở đây. Đâm kim từ trên xuống dưới, sau đó đâm kim vào đường móc nằm ngang ở phần thân. Các bạn cứ khâu tương tự cho mình cho đến chân cuối cùng ha. Khâu được hoàn tất rồi, cái sợi len này nè các bạn sẽ giấu cho mình ra phần thân sau của dáng. Đây là phần cánh hoàn tất ha. Sau đó mình sẽ giấu sợi len úp cái phần cánh lại. Giấu cái sợi len vào trong các cái mũi móc ở sát phần cánh nè. Các bạn nhớ giấu cho mình lùi về một đường móc nha. Mình sẽ đâm kim khâu đến chính giữa của hai cánh. Sau khi khâu được hai cánh rồi, bây giờ để cho cái phần cánh của mình nó sẽ có cái độ cúp giống như là nó chuẩn bị bay ấy ha, nó sẽ có một cái độ cúp như thế này. Để cho hai cánh của mình sát nhau, các bạn sẽ khâu cho mình thêm một vài đường ở hai cánh. Để ý ở mỗi cánh nè, mỗi chân móc của phần viền nó sẽ có hai đường móc, một đường móc nằm bên trên và một đường móc nằm bên dưới, thì mình sẽ khâu vào hai đường móc nằm bên dưới tương đương với nhau ha, ở hai cánh. Đây, cánh này cũng vậy nè, đâm kim vào đường bên dưới ha. Mình sẽ đâm kim vào hai đường móc song song với nhau, sau đó khâu lại. Tùy vào cái độ cúp của phần cánh mà các bạn sẽ khâu cho mình cái số mũi móc tương đương ha. Ở đây mình sẽ khâu tầm khoảng 4 cho đến 5 chân móc. Lúc này phần cánh của mình nó sẽ có cái độ gấp lại và phồng lên ha. Những bạn nào tăng giảm size thì cũng có thể khâu cho mình nhiều mũi móc hơn để tạo cái độ cong cho phần cánh. Hoàn tất rồi thì khâu giấu len. Các bạn sẽ giấu cho mình vào các cái đường móc ha. Cắt đoạn len thừa nè. Như vậy là ta đã hoàn tất được phần cánh cho dáng nè, tạo một cái độ cong ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần râu phía trước. Từ cái vòng tròn đầu tiên mà mình tạo là 8 mũi móc đơn nè, các bạn sẽ móc cho mình từ cái phần thân hông ha. Đây là hàng móc đầu tiên nè, đến hàng móc thứ hai thì mình sẽ đâm kim vào cái phần thân hông của hàng thứ hai với hàng thứ ba. Đâm kim vào chân ngầm chính giữa này và đâm lên trên giữa hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Sau đó kéo sợi len qua cái chân móc này. Từ đây móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ cho cái phần râu của dáng ha. Mình sẽ móc lên 17 mũi móc xích. Mũi đầu tiên, 2, 3, 4, 5, 6. Cái xích này thì tùy vào size các bạn móc mà các bạn có thể canh chỉnh cho mình cái độ dài ngắn hay dài phù hợp hơn ha. Sau khi hoàn tất cho mình được 17 mũi móc tạo ra cái độ dài cho phần râu rồi thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó mình lần lượt móc vào 17 chân mà mình vừa tạo này. Mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi dời ha. Mình sẽ dời mũi cho đến chân móc thứ 17 luôn. Chân thứ 16 nè, một mũi dời. Chân 17, một mũi dời. Khi hoàn tất được 17 mũi dời vào 17 chân, mình sẽ có được độ dài cho cái phần râu đầu tiên rồi. Thì để kết thúc cái phần râu này, các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình vừa luồn từ dưới lên trên của cái phần này nè. Tức là cái chân móc giữa hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Đâm kim vào đó, sau đó luồn kim lên cái vòng tròn mà ta tạo đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời. Sau đó tiếp tục đâm kim cũng vào vòng tròn ta tạo đầu tiên và đâm kim thẳng về cái chân móc chính giữa của hàng thứ nhất và hàng thứ hai, móc vào tiếp một mũi dời.
Từ đây tạo một dây móc xích bằng với cái sợi râu ở phía bên này và các bạn cũng móc cho mình một hàng mũi dời tương tự ha. Mình sẽ có 17 mũi móc xích, sau đó là 17 mũi dời vào 17 chân đó ha. Chân thứ 16 nè, chân thứ 17. Sau khi hoàn tất cho mình được cái phần râu thứ hai rồi, mình sẽ có được hai cái chiếc râu như thế này ha. Để kết thúc được cái phần râu thứ hai thì thay vì đâm kim từ trên xuống dưới, các bạn sẽ đâm kim ngược lại cho mình. Tức là mình sẽ đưa kim từ dưới lên trên ha. Đưa kim ra nè. Đây là cái vị trí mà mình đâm kim lên, thì bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình bắt đầu từ đây và đâm ngược lên trên. Móc vào đây một mũi dời để ta kết thúc. Kéo dài sợi len sau đó cắt len. Sợi len thừa các bạn sẽ đâm kim cho mình. Sử dụng kim móc và mình sẽ luồn cái sợi len thừa này vào chính giữa. Ba cái đầu ban đầu mà mình móc cái xích đầu tiên các bạn cũng luồn cho mình vào cái chân móc đó luôn. Khi hai cái đầu len gặp nhau ở một chân móc thì các bạn sẽ guốc cho mình sẽ cột ở hai đầu len lại ha, cột thật mạnh lại để cố định lại được cái vị trí của hai sợi râu. Sau đó ở sợi len thừa các bạn có thể dùng kim, mình sẽ giấu tất cả các cái sợi len thừa này vào trong thân của dáng, hoặc các bạn cũng có thể cắt đi ha, sau đó giấu cái phần nút vào bên trong. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hai cái chiếc râu cho dáng của mình nè. Hoàn tất được râu rồi, bây giờ mình sẽ móc cái phần chân ha. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình chân móc nằm chính giữa của toàn bộ thân dáng luôn, từ trên xuống và từ hai bên hông qua. Sau đó mình sẽ dời qua một chân, đâm kim từ dưới lên trên. Mình sẽ đưa sợi len ra phía sau, sau đó kéo sợi len qua. Đối với cái phần chân dài ở phía dưới, các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích là 12 mũi móc ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Chân dài này mình sẽ móc 12 mũi móc. Sau đó tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Phần chân dài này thì mình sẽ móc 8 chân liên tiếp, mỗi chân móc cho mình một mũi dời ha. Chân đầu tiên nè, tiếp tục chân thứ hai, chân thứ ba, chân thứ tư, chân thứ năm, chân thứ sáu, chân thứ bảy và chân thứ tám. Được 8 mũi dời vào 8 chân rồi, lúc này mình còn lại 4 chân móc ha. Thì bốn chân móc đó ở cái chân móc thứ 9 mình sẽ tạo cái góc ở đây. Thì chân móc thứ 9 nó móc cho mình một mũi dời vào chân thứ 9. Đồng thời móc thêm một mũi móc đơn cũng vào chân thứ 9 đó luôn. Thì ta sẽ có được một cái góc như thế này. Còn lại ba chân móc cuối thì ba chân móc đó móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Thay vì mũi dời thì mình sẽ móc mũi móc đơn để cho cái phần chân này nó to ra nè. Mình có ba mũi móc đơn vào ba chân. Sau khi kết thúc cho mình được cái chân đầu tiên rồi, ta sẽ có được một cái góc như thế này. Để kết thúc phần chân này, các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình bắt đầu móc của cái mũi xích đó, là cái chân móc mình đâm kim lên, thì bây giờ mình đâm kim xuống. Đâm kim xuống sau đó đâm vào cái chân nằm ngang. Móc vào đây một mũi dời. Sau đó tiếp tục từ chân mà mình vừa đâm kim lên, các bạn tiếp tục đâm xuống và đâm ngang qua cái chân móc kế tiếp ha. Đây, đâm xuống và đâm ngang nè. Từ vị trí này móc lên cho mình một dây móc xích dài 13 mũi móc, nó sẽ hơn cho cái phần chân đầu tiên một mũi ha. Thì mình móc ngược lại với cái phần chân này thì các bạn sẽ móc cho mình hơn một mũi, mình sẽ có 13 mũi móc xích. Khi hoàn tất cho mình được độ dài của phần xích rồi, móc lên một mũi móc xích, sau đó tiếp tục móc 8 mũi dời vào 8 chân trước. Mũi đầu tiên. Tiếp tục mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi dời thứ tư vào chân thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu, mũi thứ bảy và mũi thứ tám. Sau khi được 8 mũi dời vào 8 chân rồi nè, lúc này mình sẽ còn lại là 5 chân ha. Khác với cái chân đầu tiên mình tăng mũi thì bây giờ mình sẽ giảm mũi ha. Chân thứ 9 đâm kim vào đó, sau đó kéo len qua chân móc, tiếp tục đâm kim vào chân thứ 10 và kéo len. Trên kim được 3 đường thì kéo len qua hết 3 đường trên kim.
thì mình sẽ chụm được chân thứ 9 và chân thứ 10 thành một mũi. Còn lại ba chân móc cuối cùng thì ba chân này móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì nó cũng về lại ba chân bằng với lại cái chân đầu tiên ha. Và sau khi đã hoàn tất cho mình được cái chân thứ hai rồi, các bạn sẽ vòng cho mình cái sợi len mà mình đang cầm trên tay nè, vòng ra phía trước, vòng ra phía trước thân của dáng ha. Và tiếp tục các bạn cũng vòng cho mình cái phần chân ra phía trước luôn. Từ cái chân móc mà mình đâm kim lên nè, các bạn dời kim tiếp tục cho mình về cái chân móc kế bên. Đây, từ đây ha, dời qua một bên, sau đó mình sẽ đâm kim xuống cái chân phía dưới thẳng với cái chân mà mình vừa chỉ đây nè. Đâm xuống phía dưới, mình đâm từ dưới lên trên ha. Móc vào đây một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Hai đầu len thừa ha, đầu len thừa mình mới vừa cắt và đầu len thừa ban đầu, các bạn sẽ dời cho mình hai cái đầu len này vào một chân móc nằm chính giữa của cái phần chân ha. Một đầu bên này nè, dời vào chân móc nằm chính giữa. Sau đó tiếp tục đầu còn lại của cái sợi len thừa ban đầu mình gây nên á, các bạn cũng đâm cho mình vào cái chân móc đó luôn. Khi hai đầu len đã gặp nhau ở cùng một chân móc, tiếp tục cột lại cho hai đầu len của mình nó cố định ha. Sợi len thừa mình có thể cắt đi hoặc là giấu toàn bộ sợi len thừa vào trong thân của dáng. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hai chân ở phía dưới nè. Tiếp tục đến cái chân nằm chính giữa ha, thì hai chân nằm chính giữa các bạn cũng làm cho mình tương tự như cái phần chân mà mình vừa móc luôn, nhưng mình sẽ giảm mũi. Thì thay vì mình móc 12 mũi cho chân đầu tiên, thì đối với chân thứ hai nè, các bạn sẽ dựa vào cái chân đầu tiên mình đâm kim lên một hàng móc ha, cũng chọn chân nằm chính giữa luôn, sau đó mình dời về một chân, đâm kim lên nè, tiếp tục kéo cái sợi len qua cái chân móc này ha. Từ vị trí này mình sẽ móc chân thứ ba và chân thứ tư ha. Công thức móc mình có để trên màn hình, móc cho mình tương tự giống như cái chân đầu tiên thôi, nhưng mà nó chỉ khác số mũi móc ha. Thì như vậy là ta sẽ hoàn tất được hai chân nằm chính giữa nè. Tiếp tục đến cái chân ở bên trên thì các bạn cũng giống cho mình tương tự như hai cái chân phía dưới ha, cũng từ chân nằm chính giữa lùi về một chân, sau đó đâm kim từ dưới lên trên, kéo cái sợi len qua cái chân móc này. Thì hai cái chân còn lại nó cũng ít hơn so với cái chân nằm chính giữa hai mũi. Và đối với cái phần chân trước này á, mình sẽ móc ngược lại so với hai chân dưới, thì mình sẽ móc cái góc số lẻ trước sau đó mới góc số chẵn ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình là 9 mũi trước nè. Được 9 mũi rồi thì cái chân mũi dời mình cũng tiếp tục giảm. Mình sẽ móc 5 chân móc liên tiếp là mũi dời 5 chân ha. Mũi dời đầu tiên nè. Tiếp tục mũi dời thứ hai. Mũi dời thứ ba vào chân thứ ba. Mũi dời thứ tư. Mũi dời thứ năm. Khi có được 5 mũi dời vào 5 chân rồi thì thay vì ở cái chân phía dưới á mình tăng mũi, thì bây giờ mình sẽ giảm mũi. Giảm mũi thì các bạn làm tương tự giống như hai cái chân giảm ha. Đâm kim vào chân thứ 6, sau đó kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ 7, kéo len và kéo qua hai đường trên kim. Mình sẽ còn lại hai chân móc thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Như vậy là cái phần chân thứ 5 của mình nó sẽ có cái độ dính lên bên trên chứ nó không cúp xuống bên dưới ha. Ta sẽ hoàn tất được chân thứ 5 nè. Tiếp tục các bạn sẽ dời kim tương tự cho mình giống như hai cái mũi dời ở hai chân phía dưới. Dời vào hai đường nằm ngang ha. Từ vị trí này mình sẽ móc cái chân thứ 6 là chân còn lại. Thì chân thứ 6 mình sẽ tăng mũi ha. Các bạn móc cho mình 8 mũi thay vì là 9 mũi như cái chân thứ 5 thì móc 8 mũi. Được 8 mũi rồi thì móc lên một mũi và móc 5 mũi dời vào 5 chân. Chân đầu tiên. Chân thứ 2. Tiếp tục chân thứ ba, chân thứ tư và chân thứ năm. Được 5 mũi dời vào 5 chân rồi thì chân tiếp theo mình sẽ tăng mũi ha, thay vì giảm mũi như chân thứ năm thì bây giờ mình sẽ tăng mũi. Thì cái chân móc thứ sáu móc một mũi dời và tiếp tục móc thêm một mũi móc đơn vào chân thứ sáu. Còn lại hai chân móc cuối cùng thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Và để kết thúc chân này cũng tương tự như các chân bên trên ha, mình sẽ quay ngược cái đầu móc lại và quay ngược kim móc lại, đâm kim từ dưới lên trên ha. Chân móc này nè, dời ra một chân sau đó đưa thẳng xuống dưới
đâm từ dưới lên trên, móc vào đây mũi dời và tiếp tục hai cái đầu len mình sẽ chụm về một cái chân móc nằm chính giữa và cột lại, sau đó giấu sợi len thừa ha. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được tổng cộng là 6 chân cho con dáng của mình nè. Sau khi giấu len hoàn tất rồi, mình sẽ có được 6 cái chân như thế này. Sẽ có nhiều trường hợp khi các bạn móc những cái chân này nè, nó sẽ không ra cái form như thế này, thì các bạn có thể dùng cho mình một ít keo nến mình chích vào để mình cố định lại được form của chân ha, nó không có bị chạy. Bây giờ mình sẽ trang trí mắt ở phía trước. Sử dụng cho mình kim khâu xỏ sợi len màu đen vào trong kim khâu, sau đó mình sẽ đâm kim vào một cái chân móc nằm phía trên đầu và đâm kim vào giữa của hàng thứ hai và hàng thứ ba ha. Từ đây đâm kim lên hàng thứ nhất và hàng thứ hai, đâm lịch về cái vị trí của cái sợi râu á. Từ đây tiếp tục đâm ngược lại về cái chân móc nằm chính giữa của hàng thứ hai và hàng thứ ba ha, và cũng đâm xéo qua một hướng, đâm về cái chân móc đầu tiên mà ta bắt đầu tạo. Hai đầu len đã gặp nhau rồi thì cột guốc lại, sau đó mình sẽ giấu cái đoạn len thừa này vào bên trong ha. Các bạn có thể giấu vào trong hoặc là cắt đi, sau đó giấu cái nút này vào bên trong. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được mắt ha. Mình có thể banh cho cái mắt của mình nó có cái độ rộng ra hơn nè, nó sẽ đều hơn ha. Ta sẽ hoàn tất được một form móc khóa hình chú dáng xinh xắn như thế này. Đây là phần chân ha, có 6 chân nè. Các bạn có thể tăng cái phần chân tùy theo kích thước của chú dáng mà các bạn tăng size ha. Ta để cho nó giống màu cánh dáng hơn, mình sẽ sử dụng màu phấn mắt, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng màu son có cái màu cánh dáng nè. Mình sẽ bôi một ít ở trên cánh cũng như là phần đầu ha, để cho nó giống chú dáng hơn. Và như bạn muốn làm móc khóa thì có thể sử dụng thêm cái khuyên móc khóa và mình gắn ở một bên trang trí nè. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công.